mà. Là TikTok nó khác rất là nhiều, nó khác Facebook anh nhớ. Ừ. Nó phát hiện ra bọn em có 1.000 follow ảo. Thế là hôm nay video của bọn em block rồi. Thế là phải tạo người ấy ra. Nghe, hôm qua đang ngày nào cũng phải ít nhất phải 400-500 view. Kênh mới như thế là ngon rồi, tôi tự nhận cái tài khác rồi.